tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng, và tượng hôm nay của mình sẽ là thằn lằn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng, và tượng hôm nay của mình sẽ là tượng thằn lằn vui. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng nha. Và hôm nay tượng của mình sẽ là tượng thằn lằn buồn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên là mình tô màu vàng và những ngôi sao nha. Mọi người ơi, đây phần tượng của mình màu vàng nha. Mọi người ơi, phần tượng của mình màu vàng này. Mọi người ơi, phần tượng của mình màu vàng nhé. Mình sẽ tô những ngôi sao ở phần sau tượng màu cam nha.
Anh Công có máy làm gì được? Rồi, có máy làm gì được? Máy nào? Có máy làm nhiều chưa nữa? Vừa mới quay. Quay được mấy giờ? 8. Em giờ chụp đi nhau rồi. Nên em cho nó vào thứ hai đi. Chứ giờ? Về nó chuyện. Chó chuyện cái gì? Đúng thế không gì không? Chín giờ rồi đấy. Sử thôi đừng mày nói, đừng nói đi. Thế vui lên. Tượng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là tượng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây là tượng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Có biết là người ta đang chào không? Hết việc rồi mà chạy xuống đây. Tôi hóng.